Tập 49. Muội không nên tới đây. Rốt cuộc huynh là ai? Lăng Bất Nghi hay là Quắc Vô Thương? Dù ta là ai, thì tình cảm ta dành cho muội cũng sẽ không thay đổi. Tại sao phải là hôm nay? Tại sao huynh cứ không chịu nói cho ta biết? Bởi vì mối thù sát hại cả gia tộc. Ta không thể không báo. Thiếu thương, ngày thành hôn của ta và muội đã định. Sau này hai ta thành hôn rồi mà ta mới báo thù, thì chắc chắn sẽ liên lụy tới cả nhà họ Trình. Một mình ta làm, một mình ta gánh vác. Ta sẽ không để cho nhà họ Trình chịu tai họa vì ta. Lăng Bất Nghi tự ý dùng hổ phù, điều động quân đội bừa bãi, ý đồ mưu phản, tội không thể tha. Hôm nay nếu dám bước ra khỏi cánh cửa này một bước, giết chết không tha. Rõ. Thiếu thương, ta không còn đường lui nữa rồi. Lỗi lầm ta gây nên, ta sẽ tự mình đền mạng. Ta và muội từ biệt tại đây. Không hẹn gặp lại. Thưa chủ, nhất định phải sống tiếp.
Lâm Bất Nghi, ngươi tự ý điều động quân đội, bọn ta đặc biệt tới bắt ngươi về quy án. Nếu dám bước thêm một bước, giết không tha. Lâm Bất Kỳ, người dám kháng chỉ, nếu người còn dám bước lên phía trước, ta sẽ ra lệnh đồng loạt bắn tên lấy mạng ngươi. Tới đây giết. Thương quân, làm tốt lắm, không hổ là con gái của Trình Thủy ta. Niệu Niệu, mau chạy đi. Các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Không mau đuổi theo. Rõ. Đuổi theo. Bắt lấy hắn. Trình tiểu thư, phản tặc Lăng Bất Nghi này điều binh giết cha, phạm tội lớn tài trời, không thể tha thứ. Nếu ngươi không bó tay chịu trói thì đừng trách ta. Đừng ngốc nữa. Đây là con đường một mình ta đi. Người đồng hành không nên có mũi. Được. Nếu Quynh chưa từng coi ta là người đồng hành, vậy ta hỏi Quynh, ta và Quynh cắn tay hẹn ước trước linh vị của mẫu thân Quynh thì tính là gì? Ta từng nói Quynh không hề đơn độc một mình. Quynh không phải sợ. Ta và Quynh sống chết có nhau.
ta không còn lựa chọn nào khác. Muội không nên tới đây, nhưng ta vẫn tới rồi. Cả nhà họ Trình đều tới để cứu huynh. Huynh nói huynh từ nhỏ chưa từng được yêu thương thật lòng. Bây giờ có ta yêu thương huynh rồi. Huynh nói huynh thích hơi ấm tình người. Cửa nhà ta đã cho huynh rồi. Tại sao tới tận lúc này huynh vẫn không thể dứt bỏ hận thù mà suy nghĩ cho ta? Thiếu thương, với muội đó chỉ là một màn nợ nước thù già từ 15 năm trước. Còn với ta, đó là món nợ máu. Ta đã tận mắt chứng kiến và đè nặng trong lòng ta suốt bao nhiêu năm. Muội có biết mỗi đêm ta nằm ngủ, bên tai toàn là tiếng kêu oan của những vong hồn ở Khâu Thành. Trước mắt là thảm cảnh cha mẹ huynh đệ chết thảm trước mặt ta. Tất cả những thứ này nặng quá. Nặng quá. Ta không buông xuống được. Ta cũng sẽ không buông bỏ. Thiếu thương, ta tự biết là có lỗi với muội. Ta có lỗi với muội. Nhưng bây giờ ta đã trở thành tội nhân của cả thiên hạ. Chỉ có chết mới không liên lụy tới muội, liên lụy tới cả nhà muội. Lăng Bất Nghi, nếu hôm nay Quỳnh dám bỏ ta lại một mình, Trình thiếu thương, ta thề với trời, đời này kiếp này tuyệt đối không tha thứ cho Quỳnh. Đời đời kiếp kiếp cũng tuyệt đối không tha thứ cho Quỳnh. Ta chưa từng dám hy vọng sẽ được muội tha thứ. Trình thiếu thương, muội và ta duyên phận đã tận. Nào, Dương Cung, hai cánh trái phải nghe lệnh ta, giết không tha cả hắn và Trình tiểu thư. Rõ. Thiếu thương, hãy sống thật tốt. Xin lỗi. Lăng Bất Nghi, Lăng Bất Nghi, Lăng Bất Nghi, Lăng Bất Nghi, Lăng Bất Nghi. Tiểu thư, uống thuốc thôi. Làm sao đây? Không khách nào đút cho tiểu thư được. Để ta đợi nó dậy. Thằng nhãi Lăng Bất Nghi này đáng hận hết sức. Khiến Niệu Niệu phải chịu khổ như thế này. Nếu không phải hắn nhảy xuống vách núi rồi, con gặp lần nào đánh lần đó. Phu nhân, Tam hoàng tử dẫn theo một đám người xông vào đây, nói là phải lập tức đưa tiểu thư đi. Bên ngoài không phải có nhiều quân hổ bôn canh giữ lắm sao?
Sao cậu ta có thể xông vào được? Ngài nói ai dám ngăn cản thì phải chết. Gần như đánh thẳng vào đây. Cái gì cơ? Bọn họ muốn đưa Niệu Niệu đi đâu chứ? Tam hoàng tử, Tam hoàng tử, xin hãy tự trọng. Tuy nhà họ Trình ta vì cứu Lăng Bất Nghi mà bị giam giữ tại đây, nhưng người cũng không thể tùy tiện ức hiếp. Bên trong là khuê phòng của nữ tử, không thể để cho nam tử bên ngoài tự tiện xông vào. Trình phu nhân, đắc tội rồi. Hôm nay ta nhất định phải gặp cho được Trình thiếu thương. Nếu cô ấy không ra đây thì ta sẽ không rời đi đâu. Tam hoàng tử, đừng ức hiếp người quá đáng. Là mấy người ức hiếp người quá đáng mới phải. Tử Thịnh bình thường đối xử tốt với Trình tiểu thư thế nào, mọi người đều thấy rõ. Hôm nay dù có thế nào cô ấy cũng phải giúp Tử Thịnh một lần nữa. Rõ ràng là cậu ta bội tính trước. Nhà họ Trình ta đã tận tình tận nghĩa với cậu ta. Vì cứu cậu ta bọn ta không ngại rơi vào cảnh ngục tù. Còn cậu ta đối xử Điều Điều thế nào? Là cậu ta bỏ rơi Điều Điều trước. Còn Tiêu Nguyên Y ta ở đây, ta xem ai dám động tới con gái ta. Tử Thạnh, Tử Thạnh, rốt cuộc huynh là ai? Lăng Bất Nghi hay là Quách Vô Thương? Từ đây về sau, nếu huynh không lừa dối ta, thiếu thương nhất định sẽ không phụ lòng. Huynh có gì muốn nói với ta không, Lăng Bất Nghi? Huynh vẫn không chịu nói cho ta biết. Lăng Bất Nghi, Lăng Bất Nghi, Lăng Bất Nghi. Nếu muốn vào khuê phòng của con gái ta, phải bước qua xác ta trước đã. Tử Thịnh còn chưa rõ sống chết, còn Trình tiểu thương chỉ bị ốm mà thôi. Quỷ còn chưa chết, tại sao lại không thể cứu Tử Thịnh? Vậy quỷ ấy đã chết chưa? Niệu Niệu, Trình thiếu thương khiến cô thất vọng rồi. Nếu chưa chết thì là chuyện tốt. Tam hoàng tử thể hiện quy phong ở nhà họ Trình ta, chắc chắn là vẫn còn chuyện khác muốn nói. Bây giờ Tử Thịnh phạm tội lớn tài trời, giết cha, tự ý điều binh, tự ý dùng hổ phù. Giờ đây cả triều đình chấn động. Sáng sớm hôm nay có 18 vị trọng thần cùng nhau buộc tội Tử Thịnh, muốn xử Tử Thịnh tội chết. Đây là con đường tự huynh ấy chọn, đâu còn cách nào khác. Tam hoàng tử thấy huynh ấy nên có kết cuộc như thế nào? Chạy trốn thật xa hay là mai danh ẩn tích? Khắp thiên hạ có nơi nào không phải đất của vua? Huynh ấy chạy đi đâu được chứ? Hay là ngày ngày mong chờ sau khi thánh thượng trăm tuổi, Tam hoàng tử làm nên nghiệp lớn, huynh ấy mới có thể lộ mặt, phải sống cuộc đời chui lủi trốn tránh tạm bợ như vậy? Ta đoán huynh ấy thà chết còn hơn. Nếu Tử Thịnh chết thật thì tất cả đều là lỗi của cô. Nếu huynh ấy chết thật thì ta sẽ đi theo huynh ấy, có gì mà phải sợ? Tam hoàng tử không cần nói thêm nữa. Dù hôm nay người không tới đây,
ta cũng sẽ vào cung một chuyến. Nếu nếu con còn chưa khỏe hẳn, không được đi. Đúng thế, làm vậy vì thằng nhãi đó không đáng đâu. Nó sống hay chết con cũng mặc kệ đi. Mẹ, cha, trong cung tất có thái y, hai người không cần phải lo lắng. Huống hồ tam hoàng tử còn chờ con bào chữa cho huynh ấy, sao có thể để con xảy ra chuyện được. Tam hoàng tử và Tử Thạnh trở thành bạn chí cốt từ khi nào vậy? Hôm đó ở tháp nhạn hồi, người ta bắt gặp. Là người và Tử Thạnh có phải không? Đúng vậy. Ta và Tử Thạnh không bất hòa như mọi người hay nhìn thấy. Lúc Tử Thạnh mới vào cung, không cẩn thận bị người ta trêu đùa ngã xuống nước. Là ta đi ngang qua cứu Tử Thạnh lên. Không phải là thái tử sao? Còn nhớ lúc Tử Thạnh mới vào cung, tính tình lầm lì không hòa hợp với mọi người. Thật ra ta cũng thế. Từ nhỏ tính tình lầm lì cũng không hòa hợp với mọi người. Khi đó đang trốn ở đó cho yên tĩnh, sau khi ta phát hiện đã kéo Tử Thạnh lên bờ. Vậy nên người và huynh ấy từ nhỏ đã thông đồng với nhau rồi. Cô ăn nói lung tung gì vậy? Hoàng hậu và mẫu phi ta trước giờ luôn nước sông không phạm nước giếng. Ta và Tử Thành rất ít khi qua lại để tránh bị nghi ngờ. Lần ở tháp nhạn hồi là cụ cụ khuyên Tử Thành phò tá cho ta. Sao cô lại biết? Lần ở tháp nhạn hồi là hai bọn ta. Hôm đó huynh ấy ăn bánh hạnh nhân rồi lên cơn sốt, sốt tới mức có phần không tỉnh táo. Lúc ta chăm sóc cho huynh ấy, đã nhìn thấy nửa miếng ngọc bội mà ta làm mất ở tháp nhạn hồi. Lúc ta ở tháp nhạn hồi, chỉ nghe thấy tiếng của hai người nên tưởng rằng chỉ có hai người, nhưng thật ra là có ba người. Mà người thứ ba đó chính là Tử Thạnh. Cô đoán không sai chút nào. Tử Thạnh thật sự không muốn làm cho cô tổn thương. Tử Thạnh giấu cô cũng là vì suy nghĩ cho sự an toàn của cô. Hai người đúng là đã ủ mưu từ lâu. Quý đế dùng hổ phù bị mất của Thái tử Điện Hạ điều động binh lính, chỉ sợ vì chuyện này Thái tử khó giữ được vị trí trữ quân. Có phải ta nên chúc mừng tam hoàng tử sắp được như ý nguyện rồi hay không? Tử Thạnh thật sự không muốn làm liên lụy, nhưng huynh ấy vẫn làm. Huynh ấy chính là người như vậy. Huynh ấy vừa ngay thẳng lại vừa đen tối, vừa táo bạo khí phách, vừa suy nghĩ tinh tế. Huynh ấy có thể không màng tất cả để cứu ta, cũng có thể không màng tất cả dứt bỏ ta. Cô thật sự chắc chắn có thể bào chữa cho Tử Thạnh chứ? Ta nói rồi, nếu huynh ấy không sống nổi thì ta đền mạng cho huynh ấy. Bây giờ đại nạn ập tới, còn cô thì hay rồi, rõ ràng mạch lạc đỏ tỉnh táo giống như người ngoài cuộc vậy. Cô có biết sống chết có nhau là gì không? Lòng rối như tơ giò là gì không? Ta biết ủ rượu. Ta có thể ủ ra loại rượu đậm đà nhất, tinh khiết nhất kinh thành. Ta biết làm bánh xe nước. Bánh xe nước ta làm tinh xảo, đơn giản hơn so với xưởng thủ công nhiều. Có thể tiết kiệm 3 phần sức người và sức vật kéo. Ta biết xây lò nung gạch. Gạch ta nung bền và chắc như gạch trong cung, nhưng lại tiết kiệm được một nửa nhân lực và vật lực. Có lăng bất nghi hay không? Ta vẫn là một cô nương sống yên ổn. Ta cũng có cha mẹ huynh đệ cần chăm sóc, nhưng không thể vì ta là một cô nương mà bị người khác hung hăng chất vấn. Lang quân của cô sắp chết rồi, sao cô không chết cùng với lang quân đi? Không thể vì ta là một cô nương
mà từ đầu đến cuối đều bị giấu giếm. Ngay cả làm quân của mình tên họ là gì, là ai, ta cũng không biết. Vài ngày trước khi thành hôn, ta đã đoán được rồi. Trong lòng ta vẫn đang mong đợi quân ấy có thể nói với ta. Nhưng bây giờ thì sao? Ta không thể tức giận, ta không thể oán trách. Bởi vì nếu ta như vậy, ta sẽ là người vô tình vô nghĩa ích kỷ, chỉ lo lợi ích bản thân. Người nói quân ấy hết lòng hết dạ với ta, ta cũng bằng lòng xẻ da cắt thịt, mỗi tim gan mình ra cho quân ấy xem. Đâu phải ta không hết lòng hết dạ với quân ấy. Quân ấy cứu mạng ta, ta dùng mạng báo đáp. Nếu hôm nay ta không cứu được quân ấy về, ta sẽ dùng mạng đền mạng, tuyệt đối không tham sống sợ chết. Nhưng nếu có một ngày ta muốn chết, thì đó cũng là vì ta thấy chán sống rồi, tuyệt đối không phải bởi vì muốn sống chết có giao cùng ai đó. Lăng Bất Nghi là người ta thích nhất trên đời này, nhưng ta vẫn là ta. Bệ hạ, cho dù thằng nhóc đó phạm tội tài trời, nhưng niệm tình cả gia tộc của Quốc huynh, cầu xin hoàng thượng khoan dung. Nếu không phải Lăng Ích làm chuyện tội ác tài trời, thì sao cõi lại ra tay chứ? Xin bệ hạ khai ân. Bệ hạ khai ân. Tức giận coi thường cha là một chuyện, giết người phóng hỏa lại là chuyện khác. Quốc phu nhân ấm ức đến mấy, Lăng Bất Nghi cũng không thể gì trả đũa cho mẹ mà giết cha. Chuyện này trời đất khó dung thứ, vụ án vẫn chưa điều tra rõ ràng. Tả đại nhân đã kết luận Lăng tướng quân vì bất bình cho Quốc phu nhân mới giết người hay sao? Hay là Tả đại nhân sớm đã biết rõ ngọn nguồn rồi? Diện thị lang, cậu là ý gì hả? Cậu thân là quan lại phủ đình quý, chẳng lẽ muốn tìm lý do thoát tội cho hung thủ sao? Kỷ đại nhân, ông là đình quý, Diên thị lang thiên vị như thế này, ông ngoảnh mặt làm ngơ hả? Tả đại nhân, những tội danh Lăng Bất Nghi phạm phải, tự giết cha ruột, điều binh, cho tới trộm hổ phù, lừa gạt thái tử, phủ đình quý bọn ta tự khắc sẽ điều tra từng tội một. Nếu những tội này đều là thật, quốc pháp dương luật ngay trước mắt chắc chắn sẽ không tha cho cậu ấy. Cậu nói đủ chưa? Tử Thành từ nhỏ được nuôi ở cung Trường Thu, phụ hoàng bồi dưỡng từng chút một, chúng ta đối đãi nhau như huynh đệ. Có ai không nhìn ra tiền đồ của hắn sáng lạng, rộng mở, vô biên? Hắn là kẻ điên hay tên ngốc mà lại vô cớ giết chết cha mình, để đám người hay mắt đuôi mù như các ông lên án hắn? Lăng Bất Nghi giết cha, ai ai cũng biết, lẽ nào còn có thể tha thứ sao? Lăng Bất Nghi không giết cha. Tả đại nhân nói lời nghiêm túc như vậy, tiếc là câu đầu tiên sai rồi. Trình thị, Lăng Bất Nghi là lăng quân tương lai của cô, hôm nay hẳn là cô đến để nói giúp cho hắn nhỉ? Lăng Bất Nghi có chuyện gì mà không dám làm chứ? Lúc đầu vì cô còn đánh ca ngự sử đài bọn ta kia. Tả đại nhân sợ người khác không biết ông lợi dụng việc công báo thù riêng, nên mới luôn nhắc chúng ta chuyện ông bị đánh ở ngự sử đài. À, cô... Bệ hạ, vào ngày xảy ra vụ án, Trình thị ở cùng với Lăng Bất Kỳ. Xin bệ hạ bắt giam cô ta cùng thẩm vấn. Lúc nãy ngươi nói cái gì? Tại sao ngươi lại nói Tử Thạnh không hề giết cha? Bẩm bệ hạ, Lăng Ích không phải là cha ruột của Tử Thạnh. Cha ruột của Tử Thạnh là Quắc Xung tướng quân. Cái gì? Người nói cái gì? Người nói lại lần nữa xem.
Tự Thành là đứa con mồ côi của Quắc Sung tướng quân, Quắc Vô Thương. Trình thiếu thương, cô có biết mình đang nói gì không? Tuy cô là tân nương của Lăng Bất Nghi, nhưng để giúp hắn thoát tội cũng không được ăn nói sằng bậy chứ. Lăng Bất Nghi có phải là con trai của Lăng Ích hay không? Lăng Ích có thể không biết sao? Quắc Quân Hoa có thể không biết sao? Bệ hạ, Tử Thành nhiều năm nay không thể phụng dưỡng Quắc phu nhân, bệ hạ biết lý do chứ? Bệ hạ thấy Tử Thành trông có giống Thành Dương Hầu hay không? Tử Thành quả thật không giống Thành Dương Hầu, mà lại giống Quắc tướng quân hơn. Bệ hạ, bệ hạ, tránh ra. Người nói tiếp đi. Nói. Quắc Vô Thương, con trai của Quắc tướng quân, dị ứng với hạnh nhân, nhưng Lăng Bất Nghi, con trai của Lăng Ích, lại thích ăn bánh hạnh nhân nhất. Không đâu, Quắc phu nhân chuẩn bị bánh hạnh nhân. Nào nào nào, Tử Thành từ chối không được nên đã ăn bánh. Đêm đó toàn thân phát ban, sốt cao không hạ. Từ hôm đó, trong lòng của thần nữ đã thầm phỏng đoán cho đến tiệc mừng thọ của Thành Dương Hầu. Quỳnh ấy chính miệng nói với thần nữ, Quỳnh ấy là đứa con của Quắc Hầu đã mất, Quắc Vô Thương. Bệ hạ, Lăng Ích mới là kẻ đầu sỏ khiến cô Thành diệt vong, làm Quắc tướng quân chết thảm. Tất cả những chuyện Tử Thành làm chỉ là để báo thù rửa hận cho cha. Vậy Quân Hoa, muội ấy, Thôi Hầu còn nhớ trước khi ra đi Quắc phu nhân đã nói gì không? Đừng quên mối thù của chúng ta. Ali, mẹ đến tìm con đây. Chỉ dựa vào vài ba câu của các người mà muốn định tội Thành Dương Hầu, có chứng cứ không? Nếu tại đại nhân đã muốn chứng cứ, vậy chi bằng nhanh chóng cứu Lăng Bất Nghi từ dưới vách núi lên. Ai đúng ai sai thẩm tra là biết. Cho dù cứu hắn lên thì lời hắn nói đều là sự thật chắc. Bây giờ thần đã hiểu nỗi khổ của Tử Thành. Chẳng những không có chứng cứ Thành Dương Hầu thông đồng với địch, giờ ngay cả bản thân mình là con ai Quỳnh ấy cũng không chứng minh được. Thành Dương Hầu chết là chết không đối chứng, Thành Dương Hầu còn sống cũng có thể nhất quyết khẳng định ông ta là cha ruột của Tử Thành. Tử Thành cũng không thể nào biện bạch. Bệ hạ, Tử Thành quả thật đến bước đường cùng mới đưa ra hạ sách này. Chuyện gì cũng cần phải có bằng chứng. Trình tiểu thư nói ra mấy lời này giống như bọn ta không chịu nói lý vậy. Thì chính ông không nói lý đấy. Tại đại nhân hùng hổ hăm dọa như vậy, mưu tính đổ hết tội cho Tử Thành, rốt cuộc là vì xả giận hay là vì công lý? Trong lòng ông tự biết rõ. Phù ngẫm máu phun người, câm miệng. Tại đại nhân, rốt cuộc ông là ngự sử hay là hạng đàn bà điêu hoa? Phụ hoàng còn ở trên điện, ông ở đây quyên thuyên không ngớt, là muốn khi quân sao? Các ngươi đã nói đủ chưa? Nó là Ali hay là A Tranh? Trẫm tự có cách chứng minh. Trẫm đã từng gặp A Tranh lúc còn nhỏ. Trên người của nó có một vết bớt đặc biệt, là cái đầu hổ nhỏ, nhưng lại có ba cái tai dưới thắt lưng Tử Thành nửa tấc. Lúc Tử Thành sốt cao, thần nữ đã lao người cho Quỳnh ấy, đã từng thấy. Không sai, chính là đầu hổ ba tai. Mau, mau phái người đi, khiêng thằng nhóc đó từ bên dưới vách núi lên. Dần 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 dần, mang theo vài thái y cùng đến, cả lương thực nữa. Thằng nhóc này đã mấy ngày chưa ăn uống gì rồi. Dần bệ hạ, chờ nó về, trẫm nhất định phải bắt nó đến trước bài vị của cha nó, đánh một trận thật đau.
Nó bị ma xui quỷ khiến hay sao? Có chuyện gì mà không nói rõ được chứ? Cứ phải bí quá quá liều như vậy. Bệ hạ, Lăng Bất Nghi còn hai tội danh: đánh cắp hổ phù của Thái tử điện hạ và tự ý điều động binh lính. Khanh muốn trẫm đền tội thay A Tranh, Khanh mới vừa lòng phải không? Giết không tha cả hắn và Trình tiểu thư, rõ? Điện Sùng Đức. Tam điện hạ, có chuyện gì chờ ta cứu Tử Thạnh về rồi nói sau. Cẩn thận lúc cứu viện, có người ra tay làm hại Tử Thạnh. Hôm đó Tạ tướng quân xuất dọc đường đuổi giết Tử Thạnh, không hề có ý khuyên đầu hàng, mà còn ép quân ấy đến vách núi, trực tiếp hạ lệnh bắn tên. Nếu không phải như vậy, quân ấy cũng không nhảy xuống vách núi. Ta hiểu rồi. Nếu bọn họ ý đồ khác, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Chuyện hôm nay thật sự đa tạ cô. Chờ Tử Thạnh trở về, ta nhất định bắt hắn phải hành lễ chuộc tội với cô. Yên tâm đi, Tử Thạnh yêu cô sâu đậm như vậy, sau này nhất định sẽ nghe lời cô. Thiếu thương,